Đi Outlander thì nên độ gì? Xe này đúng không? Giới thiệu gói 65 củ cho anh em nha. Đèn nguyên bản chỉ là LED, nhưng mà pha chỉ halogen, lên hết LED. Đi gầm cũng LED nhưng mà 3 chế độ màu. Anh em xem chất lượng nha. Đây là đèn nguyên bản nha. Đây là bi gập độ thêm. Wow. Sáng hơn chưa? Khi mà đã pha nha. Wow. Ui trời ơi, mà bi gập còn có 3 chế độ màu. Màu trắng này. Màu trắng pha vàng này. Màu vàng phá xương này. Ngon. Áp suất lốp nha. Bậc bệ nha. Camera 360 nguyên bản hãng đã có. Tháo ra. Thay bằng hệ thống màn hình liên cam 360. Mọi người thường làm gì? 9 inch con bình 12,3 inch. Đẹp. Nét. Chất lượng. Cam 360 nha. Ui trời ơi. Chất chưa? Nó phải như này. Anh em biết đây là bộ gì không? Ủa gì vậy? Là bộ gì chú? Cảnh báo tiền va chạm. Dán phim cách nhiệt gói thương gia. Siêu sáng. Siêu cách nhiệt. Nhưng mà chỗ này thì tối, khỏi lo đóng phim cho hàng xóm xem. Còn đây là cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Cực kỳ an toàn. Anh Giai lại cực kỳ đam mê âm thanh nên là đang muốn gói 100 củ. Nhưng mà phải về xin nóc nhà đã. Anh em chờ xem nha. Okay.